Ok, xin chào mọi người nha. Chúng ta tiếp tục buổi học số 7. Hôm nay là buổi học số 7, cũng là buổi học số 3 về TikTok. Ok. Và để thầy review lại một chút về TikTok. Nếu về nói về TikTok, hiện nay chúng ta có 4 nền tảng chính và một cái tính năng, đúng không? Nền tảng thứ nhất đấy là TikTok kênh, nền tảng thứ hai là TikTok Ads hay còn gọi là quảng cáo. Nền tảng thứ ba là TikTok Livestream, tức là bán hàng bằng phương thức livestream. Và nền tảng thứ tư là TikTok Shop. Và có một cái tính năng đó chính là chúng ta có thể sử dụng Affiliate, tức là chúng ta có TikTok Shop nhưng mà sau đó chúng ta sẽ đưa cho những người khác lấy gian hàng và lấy sản phẩm của chúng ta để bán. Thì đây là bốn cái tính năng chính, bốn cái nền tảng chính tại thời điểm bây giờ đối với TikTok. Và chúng ta xây dựng tất cả mọi thứ xung quanh cái TikTok Shop, đúng không ạ? Từ kênh chúng ta cũng đẩy về TikTok Shop để có đơn. Từ quảng cáo chúng ta cũng đẩy về TikTok Shop, hoặc là chúng ta đẩy kênh, tăng cái tương tác cho kênh. Từ livestream thì chúng ta cũng thu hút được nhiều lượt theo dõi hơn, và bán hàng cũng đẩy về TikTok Shop. Và từ nhiều người theo dõi kênh thì chúng ta lại đưa về TikTok Shop, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta sẽ bán hàng, nếu như mà chúng ta làm kinh doanh bán các sản phẩm. Và danh mục các cái sản phẩm mà TikTok đang hỗ trợ chủ yếu là các sản phẩm vật lý và có danh mục kèm theo. Không phải cái sản phẩm nào và dịch vụ nào hiện nay cũng được, đều được TikTok đáp ứng. Đó, cái gì mà mình thấy là TikTok chưa có thì mình có thể liên hệ với TikTok, được chưa? Ngoài ra thì ngoài cái việc bán hàng thì các bạn có thể xây dựng hình ảnh là KOL, tức là những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng, KOC, đấy, hoặc là influencer, đúng không ạ? Thì chúng ta bằng cách nào thì chúng ta có lượng theo dõi càng lớn càng tốt, và xây kênh nó chất lượng liên quan đến ngành hàng gì đó. Thí dụ như là mình là KOL về thời trang, hay mình KOL về làm đẹp, hay là mình KOL về mỹ phẩm, vân vân. Thì chúng ta sẽ xây một cái kênh như vậy. Và sau khi mà chúng ta xây một cái kênh thì chúng ta sẽ làm đại sứ thương hiệu, chúng ta bán hình ảnh, chúng ta làm review, chúng ta làm kiểu như là kiếm tiền bằng những cái hình thức như vậy. Đối với tôi thì tôi sẽ đi dạy. Còn đối với các bạn thì các bạn nói ô, có sản phẩm đây đưa em làm cho. Thí dụ như là tôi muốn nhờ Maika review về cái sản phẩm mỹ phẩm của tôi. Trên kênh của Maika có khoảng độ 300-500 ngàn sub, đúng không ạ? Thì Maika có quyền đòi một cái mức phí khoảng độ 5 triệu đến 10 triệu cho một cái video em làm cho thầy. Đó, thì cái cách đấy là cái cách kiếm tiền. Còn những bạn nổi tiếng nữa, giống như là bạn Phạm Thoại đấy, đúng không ạ? Thì bạn ấy có thể đi livestream thuê, và giá của một buổi livestream cũng rất là nhiều tiền, hàng chục triệu, nhiều chục triệu. Ok. Thế thì cái quy trình mà làm TikTok như thế nào thì hôm trước tôi đã nói rồi, hôm nay tôi sẽ review lại nhanh một chút để cho nó chúng ta nắm bắt được những cái lộ trình cho nó khớp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta khởi tạo kênh, xây dựng kênh, tăng trưởng cái kênh của chúng ta, và chúng ta đột phá doanh số lên. Đây là một cái ví dụ đối với một cái ngành thời trang. Tất nhiên như tôi đã nói buổi hôm trước đấy, là người ta làm được không có nghĩa là mình sẽ làm được, và người ta không làm được không có nghĩa là mình sẽ không làm được. Đấy. Nó phụ thuộc vào cái khả năng phát triển của chính chúng ta. Chúng ta có lòng tin đến đâu, và chúng ta có những cái sự sáng tạo đến đâu. Đấy. Trong lớp mình thì có rất nhiều người muốn làm thời trang. Đấy. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy, tôi nói thật là tôi chưa nhìn thấy ai có khả năng thành công. Đấy. Nếu như các bạn mà đang làm theo cách như vậy. Đấy. Ví dụ như có bạn Hưng này là chị gái bạn ấy bán cái đồ pháp phục đấy từ lâu rồi. Và bán thị trường ở trong miền Trung là chính. Bán rất lâu rồi. Thì là doanh số hiện nay cũng rất là tốt. Thế còn lớp mình có bạn chị Lan này là cũng bán đồ pháp phục. Thì cái tên thương hiệu đặt cũng đã không hay rồi. Thế tôi comment cái gì đặt một cái tên thương hiệu là Âm Ba. Thì tôi cứ trêu đấy là cái thương hiệu Âm Binh. Là nó là vì thế cái tên thương hiệu cũng rất là khó hiểu đấy. Đấy rồi thì Minh cũng làm thời trang, thế thì làm thời trang thành công hay không thành công thì các bạn phải hiểu cái nguyên lý đầu tiên ấy, đó chính là các bạn phải có mẫu mã tốt và có giá tốt đấy. Và sau đó các bạn phải xây dựng thương hiệu và tận dụng hết lợi thế của bản thân nhá. Ví dụ như Minh là có hiểu biết về thiết kế thì mình phải tận dụng được cái đó. Thế còn ví dụ như Maika có lợi thế về ngoại hình, mình phải tận dụng, chứ không phải là cứ xinh đẹp mới là lợi thế của bản thân, đúng không ạ? Hay là thầy Phan Anh, thầy đào tạo rất là giỏi và nhiều người thấy rằng là thầy nói chuyện rất là hay và dễ hiểu, thì hãy tận dụng cái lợi thế đấy của bản thân. Chứ thầy cũng không đi kinh doanh thời trang giống như các bạn.
Thì bước 1 là chúng ta tạo kênh, được chưa ạ? Chúng ta tạo kênh thì mọi người biết rồi, đặt tên thương hiệu, tạo bình thường, rất là đơn giản thôi. Đấy. Thế sau đó, sau khi tạo kênh xong thì chúng ta sẽ đăng ký làm ảnh bìa, rồi ảnh đại diện, rồi thì lấy username. Đấy. Và khi chúng ta chọn một cái tên ấy, thì chúng ta nên có một cái đuôi. Đấy. Kinh nghiệm, ví dụ như tên tôi là Phan Anh thì đặt tên kênh TikTok là Phan Anh thì rất là khó. Các bạn, khi các bạn nói chuyện với nhau, các bạn nào, thế có biết thầy Phan Anh không? Rất là khó đúng không? Nhưng mà ví dụ như Phan Anh là vua Facebook hay vua TikTok đúng không? Kiểu như thế, nó có một cái đuôi để nó biết là à, để nó phân biệt thằng Phan Anh này với thằng Phan Anh khác. Định vị. Đấy. Nên có một cái thương hiệu đi kèm, thời trang XYZ đúng không? Hay là Richard Lộc, David Lộc chuyên dẫn bà con đến bến bờ của hạnh phúc hả? Thánh gì? Rick cái gì, David Lộc là chủ lái tàu. khi nào các con thuyền nó đắm ra về nhảy tàu ngay. Có ai đầu tư chứng khoán thì bảo anh Lộc là làm môi giới chứng khoán. Thôi là tiếp tục nào. Bitcoin thì bảo thầy. Rồi, tiếp theo đấy là sau khi chúng ta tạo ra kênh TikTok đúng không, thì chúng ta phải phát triển kênh, được chưa? Và phát triển kênh như thế nào thì hôm trước ta đã dạy rất là kỹ về các chiến lược phát triển kênh, phát triển nội dung, tần suất đăng, số lượng đăng, nội dung đăng. Và các em có thấy không, các em đăng một cái video vớ vẩn lên mấy trăm view, nghìn view rất là dễ đúng không, nhưng mà lên TikTok, lên YouTube xem các em đăng rất là khổ, rất là khó mới lên được. Và khi các em có video rồi, các em đăng cả ba nền tảng cho tôi, đấy là Facebook Reels và YouTube Short kèm theo TikTok đấy, và cả Instagram video nữa đấy, thì chúng ta để ý. Nhưng mà riêng đối với Instagram ấy, thì nó muốn video nó phải xuất hiện lần đầu. Thuật toán của Instagram là rất thích cái video đó phải xuất hiện lần đầu. Ok nhá. Tiếp theo này, bước tiếp theo là chúng ta phải tạo ra kênh. Chúng ta phải tạo ra TikTok Shop, tức là gian hàng thương mại điện tử TikTok, được chưa? Và buổi hôm qua, buổi số 2 đấy là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra TikTok Shop. Dễ hay khó ạ? Rất dễ. Tạo ra shop không khó một tí nào. Nhưng để bán được hàng thì chúng ta phải xây cái shop này kỹ một chút, đúng không? Bằng cách là gì? Với một sản phẩm chúng ta phải có mô tả kỹ, chúng ta có hình ảnh đẹp, và chúng ta phải có video, ít nhất 3 video nói về sản phẩm. Một video nói tổng thể, một video tập trung vào chất liệu, có hiểu không ạ? Đấy. Người mẫu có thể càng xinh càng đẹp, ví dụ như là có Maika hay có Quỳnh Trang thì rất là bắt mắt, nhưng không, nếu mình không có cũng không sao cả, miễn là phù hợp là được đó, chứ không nhất thiết là mình cứ phải người mẫu phải xinh. Bởi vì nếu mà mọi người để ý, bán thời trang công sở nữ ấy, nếu mà thuê bạn Maika mà chụp hình thì chắc chắn không bán được. Bởi vì mọi người sẽ nhìn nó sẽ bị cộc áo, quần áo. Tại vì người Việt hầu hết là rất thấp. Khi mà các hãng họ thuê, họ chỉ thuê người mẫu chỉ cao 1m63. Đấy, thường chỉ 1m63, 64 trở lại. 1m60, 61, 62. Chứ còn rất ít khi họ thuê một cái người mẫu mà 1m75. Đấy là phải là những cái dòng của bọn nước ngoài. Tại vì người Việt mình là thấp bé, cho nên là người ta sẽ nhìn cái người cao đấy, người ta rất là sợ. Người ta nghĩ là cái sản phẩm này không phù hợp với người ta. Rồi, thế thì chúng ta có thể là muốn sản phẩm của mình tiếp cận đến với nhiều khách hàng thì chúng ta sẽ liên kết với nhiều shop. Chúng ta biết rồi là một kênh của chúng ta, một shop của chúng ta được liên kết với bao nhiêu tài khoản? 5. Buổi hôm qua học rồi, 5 tài khoản, được chưa? Và chúng ta nên chọn 5 tài khoản này, cố gắng nếu được lựa chọn thì lựa chọn 5 tài khoản gì? Ngon nhất, khủng nhất, đúng không? Bằng cách là đi có hàng rồi đi bắt tay với bọn nó. Đi bắt tay với bọn influencer, bọn mà có nhiều follow ấy. Đấy. Và chúng ta sẽ đi mời liên kết tài khoản. Thế còn nếu mà 5 tài khoản này đều là của mình là rất là tốt. Mọi người ơi, giống như Facebook ấy, mọi người có thể phát triển nhiều kênh TikTok. Không nhất thiết phải phát triển một kênh. Nhá. Tôi nói các bạn kinh nghiệm của một người, người ta làm Facebook như này này. Hiện nay có những công ty, tài sản chính của người ta là gì biết không? Là 20 con Facebook nick ảo.
20 con đấy có thể là 20 nhân vật.